À, xin chào mọi người. Đầu tiên mình lên sóng nên cũng hồi hộp lắm mọi người ạ. Thường thì khi mà bắt đầu một cái điều gì đó mới á, ta hay chọn những cái niềm vui, những sự phấn khởi để tạo ra động lực để thực hiện. Mình cũng không ngoại lệ các bạn. Hôm nay bất chợt mình nhận ra được một cái điều khá là thú vị nên ngay lập tức mình muốn chia sẻ với các bạn trên kênh của mình. Rồi, ok. Và câu chuyện của mình luôn nhỉ? Thật ra thì mình cũng work from home cũng 3 tháng rồi các bạn. Nó là làm việc ở nhà nhưng thật sự là vì mình quá stress với lại công việc hiện tại nên mình cũng ít lên công ty hơn. Thì chia sẻ thêm một xíu về công việc của mình hiện tại là mình làm sale về tài chính. Công việc cũng khá là thoải mái và công ty cũng không yêu cầu phải có mặt thường xuyên ở trên công ty. Miễn sao là mình phải đảm bảo hoàn thành được KPI của mình là được. KPI thì cũng có của cá nhân và KPI của đội nhóm. Nhưng vì tình hình thị trường hiện tại khá là khó khăn đi nên chủ yếu là sẽ chạy cá nhân thôi các bạn. Nên việc mình ở nhà nhiều thì cũng không ảnh hưởng đến đội nhóm lắm. Nhưng đi đôi với lại cái sự thoải mái về thời gian đó là áp lực rất lớn về chỉ tiêu. Bởi chỉ tiêu ở đây không chỉ là về mặt công ty mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của mình nữa các bạn. Thu nhập của mình sẽ dựa trên phần trăm doanh số bán hàng. Nó ngắn gọn là mình có lương dựa vào hoa hồng. Nếu không bán được hàng là mình sẽ không có lương các bạn ạ. Đó. Vì bán không được hàng trong mấy tháng vừa rồi cho nên là tinh thần của mình nó xuống rất là kinh khủng và mình đang rất là suy nghĩ xem có tiếp tục với công việc này hay không. Thì trong cái thời gian ở nhà thì thật sự là làm cũng ít mà suy nghĩ thì nhiều các bạn ạ. Như kiểu overthinking đó, mình cứ lẩn quẩn mãi mà không thoát ra được cái tình trạng hiện tại, stress Everest luôn. Mình cũng thử làm một số cách để giải tỏa như kiểu làm trắc nghiệm nghề nghiệp cho Hấp Linh nè, xem thử cái công việc hiện tại nó có phù hợp với tính cách của mình hay không, hoặc là những công việc mới như thế nào thì nó sẽ phù hợp với mình hơn. Rồi mình xem tần số học, xem thử năm đỉnh cao của mình là năm bao nhiêu, rồi các video về dành cho người chuyển ngành, trái ngành, cơ hội việc làm, vân vân vân. Nhưng tất cả nó vẫn không giải quyết được vấn đề của mình, vẫn không trả lời được câu hỏi là mình có nên tiếp tục được hay công việc này hay không. Thì không phải là những cái phương pháp trên là sai đâu các bạn, mà cơ bản là do mình đang ở trong một cái cơn hoảng loạn, trong một cái trạng thái rất là hoang mang, mình gần như là mất phương hướng. Lấy một ví dụ cho dễ hiểu như là mình đang ở trong một khu rừng nên mình đang bị lạc. Trên tay mình dù có bản đồ, có la bàn nhưng mà mình không biết được cái đích đến của mình là ở hướng nào. Cho nên là mình vẫn bị lạc và mình không thể thoát khỏi ra được cái sự bế tắc đó. Nói các bạn, cho đến cuối tuần trước thì mình quyết định mình dừng lại. Mình tạm gác cái suy nghĩ về công việc qua một bên và mình dành thời gian để mình relax. Mình gọi điện về cho gia đình nhiều hơn. Ban ngày thì mình đi cà phê chill một mình, gọi điện cho những đứa bạn thân quen lâu ngày chưa gặp, xem có đứa nào nó đang rảnh thì hẹn gặp nó, nói chuyện trên trời dưới giếng. Tối thì về nhà nghe nhạc hoặc là học thêm tiếng Anh hoặc là học một kỹ năng nào đó về tin học văn phòng, kiểu kiểu vậy. Và trong cái lúc mà mình để cái đầu óc của mình nó được giải tỏa như vậy á, thì mình chợt nhận ra được cái lý do vì sao mà trong những tháng qua mình không thoát khỏi được cái tình trạng bế tắc này. Đó là vì mình đặt sai câu hỏi các bạn. Mình đặt sai câu hỏi. Thì khi mình gặp một cái vấn đề nào đó bế tắc á, thì việc đặt đúng câu hỏi nó sẽ giải quyết được 50% vấn đề đó rồi. Và khi mình tìm những cái câu trả lời cho các câu hỏi đó thì vấn đề gần như là được sáng tỏ. Cho nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn ba câu hỏi giúp mình
thoát một phần, thoát khỏi một phần cái vấn đề bế tắc hiện tại của mình. Câu hỏi đầu tiên đó là khi bắt đầu công việc này á, khi đang làm công việc này á, mình mong muốn đạt được cái điều gì ở công việc này, ví dụ như là kỹ năng, kinh nghiệm, hay là thu nhập tốt, lương cao, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, năng chức vụ. Đấy, mình đang mong muốn điều gì trong những điều trên, và mình hiện tại mình đang có những cái gì, những cái nguồn lực gì để giúp mình đạt được cái những cái điều trên. Ví dụ như là mình có mối quan hệ giúp mình bán hàng tốt, mình có bằng cấp, mình tốt nghiệp trường chuyên, hoặc là mình có kinh nghiệm trong bán hàng hoặc gì đó, vân vân các kiểu. Rồi, và trong những cái hành động hàng ngày nó có đóng góp được gì để mình đạt được cái mục tiêu mình đề ra hay không. Đó, để ví dụ như hàng ngày mình có thực hiện những cái công việc, ví dụ như là bán hàng đi, khi mình gặp một cái người khách hàng khó tính, mình không không chốt được cái deal đó, thì sau khi mà mình về nhà mình có suy ngẫm lại là mình sai ở chỗ nào, để sau này mình khắc phục lại, mình gặp những cái khách hàng tương tự như vậy, mình giải quyết được cái khó khăn, cái băn khoăn của người ta, sau đó mình chốt hợp đồng đó hay không. Đó là một số ví dụ mình chia sẻ ra để các bạn tham khảo. Đấy, thì anh em nào đang có ý định mà chuyển ngành, cũng đang trong cái tình trạng mông lung và áp lực như mình á, thì có thể áp dụng thử ba cái câu hỏi này để mình bình tâm lại, mình xem thử mình có nên tiếp tục hay không, và mình chuyển ngành để cái quyết định nó được sáng suốt nhất. Còn các anh em nào thì đang tìm kiếm công việc mới, hiện tại cũng đang thất nghiệp và muốn tìm kiếm một công việc mới á, thì mình cũng xin chúc các anh em sớm được tìm được công việc ưng ý nhất. Rồi, thì đó là đôi dòng chia sẻ của mình. Xin cảm ơn các bạn và mọi người đã chú ý lắng nghe, và hẹn gặp lại trong cái bài chia sẻ tiếp theo. Xin chào.